Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Lý do, các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực. Hai ông còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của hai ông đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đức Quận và ông Nguyễn Nhân Chiến. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu cho biết, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan, ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Ngày 24 tháng 1, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03 Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Bộ Công an, đây là kết quả điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án, Công an xác định ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 9 tháng 1, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận về tội danh nêu trên. Liên quan đến dự án này, ngày 2 tháng 1, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp để điều tra hành vi nhận hối lộ. Trong các ngày 10, 11 và 19 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 35 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật với một số cán bộ. Cụ thể, khai trừ ra khỏi đảng các ông Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính. Nguyễn Danh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Mua bán điện. Nguyễn Hữu Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công thương. Cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương. Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công thương
nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ vụ thị trường trong nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo với các cán bộ gồm Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Phương Hoàng Kim, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Võ Văn Quyền, Nguyên Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường Trong nước, Bộ Công Thương, Nguyễn Vũ Quang, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Dương Quang Thành, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trần Đình Nhân, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời, khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Quản lý Thị trường, Đảng ủy Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục xuất nhập khẩu các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cá nhân liên quan. Các cá nhân này là ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Trịnh Đình Dũng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Hoàng Quốc Vượng, Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Về quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta lâu nay luôn xác định, cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt đó của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, ngày 7 tháng 7 năm 2023, căn cứ vào quy chế làm việc và quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 17 về xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó xác định rõ các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu, đối tượng và độ tuổi, quy trình giới thiệu, phê duyệt quy hoạch và hồ sơ nhân sự, số lượng phát hiện và giới thiệu đưa vào quy hoạch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến đối với tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10. Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!